Xin kính chào anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà đất Nevada, chuyên review nhà đất chính chủ không qua trung gian nha. Hiện tại mình đang có mặt tại con đường Nguyễn Sơn Hà thuộc phường 5 quận 3. Nếu mà anh chị đi cái đường này là mình sẽ đi ra ngoài đường Cao Thắng đó anh chị, đường Cao Thắng á, gần Cống Quỳnh, gần bệnh viện Từ Dũ. Còn anh chị đi hướng bên đây thì cái đường này nó thông ra đường Nguyễn Tượng Hiền, anh chị đi qua Võ Văn Tần, đi qua chợ Vườn Chuối rất là gần luôn ha. Đó. Hiện tại phía trước nhà này á thì bề mặt đường nó rộng hơn 3 mét mấy. Và hiện tại căn nhà mình giới thiệu đến quý anh chị hôm nay á có địa chỉ tại số 88 mặt tiền đường Nguyễn Sơn Hà, với cái kết cấu á là một trệt một lầu hướng tây bắc. Bề ngang 3m3, chiều dài 5m8 và đặc biệt là nở hậu nha. Nhà này nở hậu 3m6. Rất là phù hợp anh chị nào mình đang cần tìm một căn nhà vị trí trung tâm gần quận nhất, quận 3 để mình ở hoặc là mình kinh doanh gì đó cũng được, làm văn phòng, buôn bán online. Nhà có tất cả là hai lớp cửa, một lớp cửa sắt kéo và một lớp cửa nhôm kính, được gia chủ hỗ trợ cho mình tủ lạnh nè, rồi máy lạnh nè, máy tắm nước nóng nè, bếp nè. Một vị trí rất là ok ha. Thì trước tiên mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị cái định vị của căn nhà này trên Google Maps nha. Vị trí cái chấm xanh này là số 88 Nguyễn Sơn Hà nè anh chị. Từ đây mình đi ra đường Nguyễn Thượng Hiền giao với đường Võ Văn Tần rất là gần luôn. Còn nếu mà anh chị đi hướng bên dưới đây, Nguyễn Sơn Hà này, mình sẽ đi ra đường Cao Thắng nha anh chị. Thì kế bên nhà mình là bệnh viện Từ Dũ nè. Đó, còn bên đây, bên trái nhà mình thì có cái chợ Vườn Chuối, bệnh viện Bình Dân ha. Từ vị trí nhà số 88 Nguyễn Sơn Hà, anh chị có thể đi ra công viên 23 tháng 9, đi ra khu Bùi Viện nè, đó, chợ Thái Bình, đó, đi về Bến Thành, chợ Bến Thành hoặc là phố đi bộ Nguyễn Huệ rất là gần luôn ha. Một vị trí có thể nói là trung tâm của quận 3 và nó nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Sơn Hà với một cái mức giá thuê khá là rẻ nha. Và anh chị nào đang có nhu cầu tìm một căn nhà để mình thuê khu vực quận nhất gần quận 3 ha, đi lại nó tiện lợi anh chị, cho con em mình đi học hoặc là đi làm gì đó, thì có thể liên hệ qua số điện thoại là 0909 580 143 gặp chị Gia với mức giá thuê là 8 triệu rưỡi một tháng. Anh chị cọc 2 tháng ha. Nhà không có hạn chế gì hết, anh chị nào có chó có mèo gì đó cũng được, không sao hết, buôn bán kinh doanh gì cũng được, miễn là không làm hư hỏng là được rồi. Rồi trong đây mình được hỗ trợ bếp ga, có bình ga bên dưới, còn ga luôn anh chị ơi, bồn nước nè, đó, sàn rửa ha. Rồi bên đây có toilet, toilet cũng vừa đủ xài. Căn nhà nở hậu ra 3m6 anh chị, hỗ trợ cho mình máy tắm nước nóng Casper luôn. Rồi ok, nói chung căn nhà này mình thấy nó cũng rất là rộng thoáng nha, phù hợp cho hai vợ chồng, thậm chí là có từ 1 tới 2 bé ở vẫn được. Bây giờ mình sẽ bước lên cầu thang inox của căn nhà này, mâm bằng inox, đi lại cũng ok lắm. Rồi bước lên đây có một cánh cửa để mình đóng lại anh chị ha, để xài máy lạnh đó. Ở đây mình có thêm một cái cửa sổ nữa, và gió hiện tại đang lùa vào nha, gió đang lùa vào ở cái cửa sổ này nên nó rất là thông thoáng. Rồi ok, nhìn xuống lại hướng cầu thang nè, nhà được gia chủ giữ gìn rất là cẩn thận. Tất cả là mình thấy nó còn rất là sạch sẽ luôn anh chị nha, rất là sạch sẽ luôn. Trên đây mình có thêm một cái phòng tắm đứng, tiện lợi ha. Đây là phòng tắm đứng nè anh chị, đó, nhỏ gọn thôi nhưng mà mình không cần phải xuống dưới nhà. Ok, ngoài này có thêm cái bồn rửa nữa, anh chị nào ăn uống trên đây thì có thể rửa chén luôn, không cần phải xuống dưới nhà luôn, rửa tay gì đó tiện lợi. Rồi bên trên là có trần thạch cao vuông 60 ha. Ở đây anh chị được hỗ trợ thêm là máy lạnh nè, anh chị thấy không, máy lạnh là mình không cần gắn nha, có sẵn luôn rồi. Cửa sổ chính, rồi cửa sổ cửa chính, rồi một tấm nệm kim đan đó, anh chị không muốn xài thì gia chủ sẽ lấy đi thôi, không có gì, nhưng mà mình có thì mình tận dụng mình sử dụng luôn. Và cái tủ lạnh mini, rất là lạnh luôn anh chị, mở ra lạnh phà phà luôn đó, tiện ha. Ở dưới có tủ mát á, Alaska, trên đây cũng có tủ lạnh nữa.
Và đặc biệt là căn nhà này nó có cái ban công cũng rất là rộng anh chị, rộng khoảng tầm gần 1,5 m luôn. Đó. Đây, khu vực ban công. Cục nóng của máy lạnh để đây, cửa thì là sắt kính ha. Và bên đây mình có một cái khung bảo vệ, nhưng mà cái khung này á là mình có ổ khóa nè anh chị, có chìa nè, mình mở ra mình kéo ngang qua. Mình kéo ngang qua để mình thoát hiểm. Đó. Hoặc là có thể để ở độ dưới vận chuyển lên bằng cái hướng này. Và anh chị đi ha, hiện tại mình đi vào buổi trưa và dân cư xung quanh rất là yên tĩnh luôn. Cái khu này đối diện nhà mình á là người ta xây rất là cao. Mình cảm nhận á là cái khu giống như là những dân người dân đây là trí thức và an ninh đó anh chị. Buổi trưa rất là yên bình luôn. À. Rồi ok, nhìn lại vô căn phòng ngủ bên trên. À, cái vị trí này anh chị nào mà tuổi trẻ có thể là mình đi ra ngoài phố đi bộ chơi ha, công viên 23/9, đi về công viên Tao Đàn đó. Nói chung là anh chị đi vào những tiện ích trung tâm của quận nhất rất là gần luôn. Cái giá của những căn nhà ở quận 3 giá thuê á, hiện tại là nó rất cao anh chị, nhưng mà hiện tại là bây giờ á, thì gia chủ để cho mình cái mức giá cũng rất là ok. Một trệt một lầu anh chị cọc 2 tháng là được, với mức giá thuê là 8,5 triệu một tháng. Có thể liên hệ qua số điện thoại là 0909 580 143 gặp chị Gia. Rồi bây giờ mình chạy ra bên ngoài đường Cao Thắng cho anh chị xem nha. Và đây là đường Cao Thắng nè anh chị, giao với đường Nguyễn Sơn Hà nha. Nếu mà anh chị đi thẳng về hướng đó là mình sẽ đi về Nguyễn Thị Minh Khai, mình đi về Cống Quỳnh, bệnh viện Từ Dũ. Còn anh chị đi hướng bên tay phải mình nè là mình sẽ đi về Điện Biên Phủ ha, đi lên bệnh viện Bình Dân, hoặc là đi thẳng là ga 3 tháng 2 đó anh chị. Đây là con đường Cao Thắng. À. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi vào con đường Nguyễn Sơn Hà này nha. Tới vị trí của căn nhà đang cần cho thuê hôm nay là địa chỉ số 88 ha. Cái số nhà cũng khá là đẹp đó. Bề rộng đường khúc ngoài này á, là mình thấy xe hơi 7 chỗ chạy được luôn. Đó anh chị thấy xe hơi ta đang đậu bên tay phải nè ha. Khúc này. À, nhưng mà đường nó vẫn còn khá rộng. Nhưng mà vô bên trong á, thì nó sẽ hơi hẹp lại. Thì có thể là đi xe ba gác thôi. Dọn nhà này nọ thì cũng tiện. Rồi anh chị chạy thẳng vô thì cái này nó là mặt tiền đường nha anh chị, mặt tiền đường Nguyễn Sơn Hà nha. Anh chị đi về đường Nguyễn Thượng Hiền á nó rất là gần, tính ra từ đường Nguyễn Thượng Hiền đi vô rất là gần luôn. Rồi mình đã tới vị trí nhà đang cần cho thuê nằm bên tay phải nè anh chị. Đó, căn nhà này số 88 ha, một trệt một lầu. Bây giờ mình đi hướng này một chút xíu nữa thôi là mình ra đường Nguyễn Thượng Hiền. Anh chị đi ra đường Nguyễn Thượng Hiền nó gần hơn là mình đi ra Cao Thắng nha. Đó, đây là đường Nguyễn Thượng Hiền rồi. Chỗ này thì buổi tối buôn bán rất là đông luôn anh chị, buôn bán mấy quán mấy món ăn mà thức ăn nhanh đó. Rồi mình đi hướng này là mình đi về chợ Vườn Chuối nè, với mức giá chỉ có 8,5 triệu một tháng. Có thể liên hệ qua số điện thoại là 0909 580 143. Đây là đường Võ Văn Tần giao với đường Nguyễn Thượng Hiền. Mình sẽ kết thúc video clip tại đây. Xin cảm ơn anh chị mình đã theo dõi kênh nha. Hãy nhấn like đăng ký kênh và mình sẽ gặp lại anh chị trong những video sau của Navada, nhà và đất chính chủ nha. Xin chào. Anh chị là chính chủ có nhà cần bán hoặc cho thuê, hãy truy cập website navada.vn và để lại thông tin, hoặc gửi đến số Zalo 0847900089 để được hỗ trợ nhanh nhất.